Bằng chùi xin thân ái kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin vừa được cập nhật như sau. Hàng chục người bị thương vong trong vụ tấn công bằng quả tiễn ở Gangcha. Nigeria giải tán đội ngũ chống trộm cướp để xoa dịu người dân. Hai kinh tế gia Hoa Kỳ đoạt giải Nobel Kinh tế 2020. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Chương trình được bảo trợ bởi Royal Red Reishi, món quà từ tạo hóa, tinh túy từ thiên nhiên, 714-316-5999 và 888-414-5678. Nationwide is on your side. Và sau đây Băng Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết hàng chục người bị thương vong trong vụ tấn công bằng quả tiễn ở Gangcha. Thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo do Nga làm trung gian tại vùng Nagorno-Karabakh hiện đang có nguy cơ bị sụp đổ sau khi các bên tham chiến đã không ngừng cáo buộc đối phương đã vi phạm nhân quyền liên quan tới vụ tấn công bằng quả tiễn ở thị trấn Gangcha. Được biết, vào đầu giờ sáng cùng ngày, một tòa chung cư cao tầng đã bị hỏa tiễn tàn phá, khiến cho ít nhất 5 người bị thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Giới lãnh đạo Azerbaijan đã gọi Armenia là thủ phạm vi phạm trầm trọng vào hiệp ước ký kết trong cuộc họp ở Geneva. Từ đến nay, về phía Armenia vẫn một mực bác bỏ việc có liên quan tới màn oanh kích này. Các cuộc đụng độ này đã bước sang ngày thứ 14, khiến cho hơn 360 người bị thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ Azerbaijan và Armenia. Khu vực Nagorno-Karabakh tập trung nhiều người Armenia sinh sống. Nơi này đã tuyên bố độc lập vào năm 1991 sau màn sụp đổ của Xô Viết Union. Kính thưa quý vị, Nigeria giải tán đội ngũ chống trộm cướp để xoa dịu người dân. Người đứng đầu Sở Cảnh sát Nigeria vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10 đã tuyên bố giải tán đơn vị chống trộm cướp nhằm để đáp ứng yêu cầu của đám đông biểu tình chống chính phủ, trong bối cảnh người dân đang cảm thấy bất mãn với hành vi lạm dụng quyền lực của các nhân viên an ninh. Phong trào tuần hành bắt đầu nổ ra hồi tuần lễ trước, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh tượng lực lượng chống trộm cướp viết tắt là SWA nổ súng bắn chết một người đàn ông ở tiểu bang Delta. Chuyện này đã gợi nhớ lại cái chết của George Floyd, là người từng qua đời tại Hoa Kỳ cách đây 5 tháng. Nhằm để đẩy lùi bạo lực, lực lượng cảnh sát chống bạo động trong ngày Chủ nhật đã buộc phải xịt hơi cay về phía người biểu tình tại trung tâm thủ đô Abuja của Nigeria. Kính thưa quý vị, các giáo đường ở Baghdad mở cửa để chào đón tín đồ. Sau nhiều tháng cầu nguyện ở nhà, các tín đồ cư ngụ tại thủ đô Baghdad của Iraq nay đã có thể tới giáo đường hành lễ bắt đầu từ ngày Chủ nhật 11 tháng 10. Linh mục Martin Benny của nhà thờ Our Lady of Assumption cho biết bản thân ông đã từng bị lây nhiễm coronavirus, nhưng ông may mắn khỏi bệnh sau 2 tuần lễ cách ly. Tại buổi thánh lễ đầu tiên kể từ tháng 3, ông đã cầu nguyện cho các nạn nhân không may qua đời vì COVID-19. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố Vũ Hán, chỉ trong vòng vài tháng thì virus đã lây lan nhanh chóng sang các quốc gia khác trên toàn cầu, từ Trung Đông, châu Mỹ cho tới châu Âu. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tất cả các tín đồ khi vào trong cầu nguyện đều phải đeo mặt nạ và giữ khoảng cách với người bên cạnh. Số người tập trung tại nhà thờ cũng được được phép tối đa là 50 người mà thôi. Kính thưa quý vị, một bản tin từ châu Á đánh đi cho biết tai nạn giao thông khiến cho 20 người thiệt mạng ở Thái Lan. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan tới tàu hỏa và xe bus đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người, đồng thời làm bị thương 30 người khác tại miền Trung Thái Lan vào ngày Chủ nhật vừa qua.
Sự việc được cho là đã xảy ra vào lúc 8 giờ sáng gần ga xe lửa Klong Khoang Klang, cách thủ đô Bangkok khoảng 60 km, khi xe bus đang chở 60 nhân viên nhà máy tới dự lễ tại một ngôi chùa. Do áp lực quá mạnh nên chiếc xe đã bị lật nhiều vòng trên xa lộ, nhưng tàu hỏa thì không bị trật khỏi đường ray. Do vẫn còn có người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nên số người thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng. Thể theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đường phố ở Thái Lan hiện được đang xem là rất nguy hiểm trên hành tinh. Chính phủ đã nỗ lực cải thiện an toàn đường xá bằng cách chặt bớt cây cối. Kính thưa quý vị, biểu tình lên án nạn cưỡng hiếp tại Bangladesh. Nhiều cư dân bản xứ vào ngày Chủ nhật vừa qua đã cùng nhau xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng cưỡng hiếp, cũng như kêu gọi công lý cho những nạn nhân từng bị sát hại suốt thời gian qua. Không chỉ ở thủ đô Dhaka, phong trào tuần hành vừa nêu trên còn được hưởng ứng tại những tỉnh thành khác của Bangladesh. Với sự tham dự của hàng trăm người, không phân biệt tuổi tác, bất chấp nguy cơ lây nhiễm coronavirus hiện đang rất cao trong cộng đồng hiện nay. Bạo loạn bắt đầu nổ ra sau khi xuất hiện đoạn video quay lại cảnh tượng một người phụ nữ bị đám đông lột đồ và cưỡng hiếp tập thể. Do sợ bị xã hội ruồng bỏ, nên nhiều nạn nhân đã chọn cách im lặng hoặc phải chấp nhận lấy kẻ tấn công mình. Tình trạng này cũng được ghi nhận tại quốc gia láng giềng Ấn Độ, nơi mà phụ nữ thường bị đối xử một cách bất công. Kính thưa quý vị, trong khi đó có đến 7 triệu người bị lây nhiễm coronavirus tại Ấn Độ. Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10 đã chạm ngưỡng 7 triệu người tại Ấn Độ, sau khi có thêm 74.383 người được chẩn đoán ngã bệnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hầu hết đều tập trung ở vùng Nam quốc gia này. Vào thời điểm này thì cũng đã có 918 người bị thiệt mạng, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên mức 108.334 người. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 13 ngày, tại Ấn Độ đã có thêm 1 triệu người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Riêng ở tiểu bang Kerala, chỉ trong ngày thứ Bảy đã có 11.755 người nhiễm virus corona. Vì mục đích kinh tế, nên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước thềm lễ hội Dussehra và Diwali của Hindu giáo, càng khiến cho các chuyên gia lo ngại tỷ lệ lây nhiễm sẽ tiếp tục leo thang. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.